Xin chào tất cả các anh em, đây là mẫu bán gỗ số 2 ha, mình đang lắp vào để test thử ha anh em. Hiện tại thì chưa có số lượng nhiều để bán anh em nha. Anh em theo dõi những clip sau, nếu mà có nhiều mình sẽ lên clip để bán nha. Giá vẫn như cũ ha anh em ha, một cánh phượng một cò là 400 bao ship anh em ha. Anh em mua thêm dây hay là dây tính tiền thêm nha. Hiện cái bán thì chưa có giá nha anh em. Đây anh em, thì sau 10 phút, chưa đầy 10 phút nữa, tại cái bán có sẵn rồi anh em, nên là mình chỉ có lắp mấy con vít và lắp cái này vô là mình đã xong cái súng ná cao su ha. Giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Thì đặc biệt là cái đoạn test này nè, ở những cái video mang tính giải trí của các anh em khác ở trên YouTube á, thì anh em sẽ để ý là thấy là họ sẽ cắt ghép rất nhiều. Tại vì sẽ có những phát bắn hụt, có những phát là bắn không chuẩn này kia, nhưng mà mình thì ở đây thì mình sẽ test ở cự ly là khoảng tầm chục mét thôi, nên là hầu như mình bắn phát nào cũng trúng, nên là mình sẽ không cắt ghép luôn nha anh em. Đó, thì tại vì cái này cự ly mà tầm chục mét thì mình rất là tự tin. Đây, có một cái nữa anh em ha, là anh em thường là sẽ là cái này người ta thiết kế để mình đạp nè, nhưng một số trường hợp mà cái thanh này á, cái thanh này mà nó còn rít quá anh em, thì anh em đạp ở đây nó sẽ cứng. Em đạp đây, xuống thì vẫn xuống, nhưng mà khi anh em đạp tới đây cái lực kéo nó mạnh quá, cái lực kéo đây nó mạnh quá nè anh em, lực kéo đây nó mạnh quá, nó tạo một cái gọi giống như cái đòn bẩy đó anh em, cái lực đòn bẩy đó, thì anh em đạp ở bên hông á thì nó không, nó rất là cứng, nhưng mà anh em đạp cái ngón chân vào đây nè thì nó rất là mềm, nó rất là dễ xuống ha. Hoặc là anh em đạp này, mình thuận chân phải mình hay đạp cái ngón cái vào đây nè anh em, để ý nha. Đó, xuống cái một luôn, xuống rất ngọt. Đây là những cái mục tiêu mà mình chuẩn bị sẵn ha. Thì cự ly mà tầm 10 mét những cái chai này thì mình bắn hầu như là không trật, nên là mình sẽ không cắt ghép cái đoạn này. Đôi khi là cái đoạn này thì mình lên đạn đồ thì nó hơi chậm, anh em thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ đặt cái camera và mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Ở đây là mình đã sắp xếp rồi nha anh em. Chai nhựa mình sẽ để một bên, bia mình để một bên. Cái clip trước mình test cái cây ná mà cái mẫu bán gỗ loại truyền thống đó, không gắn rây, không gắn laser đó, thì mình bắn được lon bia bên này, và lon bia bên này là nó sẽ làm đổ hết những mục tiêu kế bên, cho là cái lực mà nó nổ lên á mọi người, cái lon bia nó nổ á, nó xì ra. Thì mình rút kinh nghiệm là để một bên là bia, một bên là chai nhựa ha. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Rồi, bắt đầu lên đạn anh em nha. Chúng ta sẽ test phát thứ nhất nha. Cái đoạn này là đặc biệt em không có cắt ghép gì hết nha anh em, em chỉ lồng tiếng mà thôi. Phát thứ nhất là trật nha anh em. Phát thứ nhất là trật. Nhiều khi mới bắn phát đầu tiên thì không thể nào mà mình quen được cái súng đâu. Thể là nó lệch bên trái hay là bên phải, cũng nhiều khi cũng do rung tay nữa thôi. Rồi, chúng ta sẽ lên đạn để bắn phát thứ hai ha.
Rồi, bắn phát thứ hai nha anh em. À, có con chó này nó cứ đứng trước làng đạn nè anh em. À, rất là ghét luôn. Mình chửi ôm sồm luôn mà nó không đi nè. Rồi phát thứ hai trúng nha. Rồi, con chó này quá lì luôn anh em ha. Chuẩn bị mình bắn phát thứ ba nha anh em. Rồi ok, chuẩn ha anh em ha. Đó, con chó đó, nó mất dạy, nó cứ đi ra vô anh em thấy không? Cái kiểu cũng hóng chuyện đó anh em. À, bây giờ chúng ta sẽ lên đạn để bắn phát thứ tư. À, phát thứ tư nha anh em. Do không cắt ghép nên có thể là hơi lâu xíu, anh em đừng có tua nha. Đoạn này là đoạn đặc sắc nhất của clip rồi. Phát thứ tư nào. Rồi phát thứ tư trúng 3 mục tiêu hết anh em ha. Rồi bây giờ mới tới là phát thứ năm. Chúng ta sẽ bắn lon bia ở giữa nha anh em. Đó, con chó nó lại ra, nó không chuyện nữa đó. Nói chung mục tiêu này hơi cao nên nó có ra thì cũng bắn đại thôi. Rồi ok, quá chuẩn luôn anh em ha. À, hầu như là mình nhìn thấy là nó trúng giữa lon luôn đó anh em. Giữa lon luôn đó. Rồi chúng ta sẽ bắn phát thứ 6 nào. Phát thứ 6 nha anh em. Rồi ok, khá là chuẩn luôn ha. Mình cảm thấy là cái phát này nó cũng gần như là trúng giữa lon luôn anh em. Xê xích không bao nhiêu đâu, gần như là giữa lon luôn ha. Xíu mình sẽ kiểm tra lại cái thành quả như thế nào. Rồi chúng ta sẽ bắn phát cuối cùng, hy vọng là nó sẽ thành công mỹ mãn ha. Rồi quá tuyệt vời luôn. Vậy là 6 mục tiêu bắn 7 phát thì chúng ta đã hoàn thành ha. Và anh em cũng để ý cái đoạn vừa rồi là mình không hề cắt ghép, không tua nhanh luôn nha. Đó thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem, chủ yếu là xem mấy lon bia này nó phá nè anh em thấy không. À, cái này mình bắn mình cũng không có lắc lên mà sao nó phá kinh thế không biết. Đây nó bắn gần như là bắn giữa lon luôn nè anh em, mà nó phá ra nè. Bắn ngay chữ E nè anh em. Và nó phá nè, giữa lon luôn đó anh em. Rất là chuẩn nha anh em. Nè, cái này nó cũng coi như là trúng giữa lon luôn đó anh em. Anh em thấy không, cự ly rất là chuẩn. Có cái là nó hơi thấp thôi. Tại vì mình nói chung là mình bắn cái này phải quen. Súng phải bắn quen chứ mình vừa làm thôi bắn liền thì làm sao mình bắn. Nè, nó gần như là trúng giữa lon luôn nè anh em. Bên kia phá qua nè. Nè, bên này phá qua bên kia nè. Đó. Đó. Hơi là trái một xíu thôi, xíu xíu thôi. Đó. Thì nó cũng hơi thấp nè. Anh em thấy không? Cái này nếu như mà là cái quả ổi thì khả năng là bắn là bách phát bách trúng luôn. Quả chanh thì hên xui, quả chanh to thì trúng. Quả chanh nhỏ thì có thể là nó sẽ bị suýt trúng. Đó, anh em thấy không? Hy vọng là cái clip sẽ mang tính giải trí rất là nhiều cho anh em. Thì mình hy vọng là anh em xem clip vui vẻ và cho mình một like, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ mình và xem những clip, đón xem những clip thú vị hơn tiếp theo nhé. Chúc anh em bình an, sức khỏe và thành đạt nha. Bye bye.